Minh Toàn xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường mà từ cầu Bãi Cháy đi sang phía từ bến Bãi Cháy đi sang Hòn Gai. Và đây là cái đường từ chân đường từ cầu Bãi Cháy đi xuống. Đây có nhà này xây dựng to phết. Thế anh công nhân làm đường này vất vả lắm. Mấy người làm đường này vất vả. Phía bên này là ít kêu rồi này. Đường này là rẽ vào chợ Hạ Long, đi thẳng là ra Móng Cái luôn. Nhưng mà ở đây mình rẽ vào, Minh Toàn sẽ rẽ vào rẽ phải. Rẽ phải đường này. Trước quay á. Đồ áo nhiều chợ Hạ Long dưới kia. Ờ, đây Hạ Long 1. Đây là chợ Hạ Long cũ. Cái này, đường vào chợ Hạ Long cũ. Còn chợ Hạ Long mới, tức là ở Hạ Long thì có hai chợ Hạ Long. Hạ Long 1 và Hạ Long 2. Hạ Long 2 thì mới mở thì nó nhiều đồ với nó sầm uất hơn. Bây giờ đa số đi chợ Hạ Long 2 ít khi đi chợ Hạ Long 1. Đường này đông nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là 8 làn đường. 8 làn đường thực chất là làn đường nó rộng. Chứ còn làm sao rộng bằng cái đường ở trước Tuần Châu được. Nơi bên này cũng nhiều cái căn biệt thự cũng như là ngôi nhà xây. Đây có vòng tuyến như lại cái đài phun nước luôn. Ở trước mặt chúng ta là Vincom. Đây đằng trước mặt chúng ta là một khu làng chài. Làng chài ở đây, chợ Hạ Long thì nằm ở kia. Đấy. Và đây là cái khu mà làng chài đánh bắt cá xong rồi về chợ Hạ Long bán. Bây giờ không biết là muốn đi vào làng chài này là phải hỏi xem thì bây giờ đi lên tàu thuyền là bao nhiêu tiền cơ.
xuống đây đã, đi lên làng chài này ngắm hả? Hả? Xem làng chài nhỉ. Có đi vòng xem làng chài không? Hả? Thế đi sang đây bảo đi sang đây lên làng chài. Ờ. Đi xem cuộc sống làng chài thôi. Hả? Đây, đi vòng quanh đây xem thử. Đây, thích lên làng chài thì lên. Nước hôm nay là nước lớn, con nước nó lớn này. Hôm trước nước nó cạn hơn. Đây, nếu mà đi lên làng chài với đi vòng quanh đây thì chỉ có lên thuyền đi thôi. Quay lại đây để xem lên thuyền đi làng chài thôi con. Còn tìm cái đường để đi lên thuyền chơi để hỏi chú này. Chú ơi, chú cho con hỏi làng chài Hạ Long ở khu nào ấy chú nhỉ? Làng chài Hạ Long á. Dạ. Làng chài nó phải đi vào trong hai cái sông mà. À. Đi cách đây 12 cây. Dạ, đi thuyền vào hả chú? Đi xe máy vào chú. À, đi thẳng đường này luôn à. Dạ, cháu cảm ơn chú. Chúng ta xuống đường này nhá. Dạ. 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 Không làm cài nó nằm dưới đấy. Dạ. Dạ. Từ đây đi vào đến 12 cây số có cái gác barre của xe hỏa đấy. Dạ. Đi lên độ khoảng 30 mét nữa con đường bê tông sẽ vào, cứ đi thẳng thôi. Dạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Cảm ơn các anh. Đường quốc lộ là đường ngoài này à? À vâng. Vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng em. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Wow. Vừa hỏi đường đến làng chài bà con ạ. Nhưng mà ở đây thì từ đây xuống làng chài cũng khoảng 12-13 km. Và đây thì thực sự các anh chỉ đường rất là nhiệt tình luôn. Nên khi mà đến Hạ Long thì quý bà con cô bác ai mà không muốn đi đâu đi phượt bằng xe máy hay cái gì thì xin hãy cứ mạnh dạn để chúng ta hỏi những cái người
người dân ở xung quanh. Người ta đã có câu là đi hỏi già mà về nhà hỏi trẻ, thì đi ra đường thì quý bà con cô bác ấy, con những người lớn tuổi người mình hỏi đường. Thì người ta sẽ chỉ cho một cách tận tình hơn. Và về nhà hỏi trẻ, tức là về nhà thì muốn biết việc gì ở trong nhà hay không, xảy ra việc gì, hay là muốn biết từ việc gì thì hỏi trẻ con đi, trẻ con chẳng khi nào nói dối cả. Đấy là người ta bảo là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Và hôm nay là Minh Toàn cũng mục đích là xuống làng chài Hạ Long để gửi một số cái hình ảnh ở làng chài đến quý bà con cô bác. Thì Minh Toàn sẽ đến làng chài. Trước mặt chúng ta cái ngôi nhà đen đen ấy, là ngôi nhà đấy là ngôi nhà bảo tàng Hạ Long. Đây. Bảo tàng Quảng Ninh, xin lỗi quý bà con, đây là bảo tàng Quảng Ninh. Mình đây bây giờ đi chơi rồi nhìn đôi chụp ảnh cưới nhìn khổ thân thằng ông chồng này. Đi ra đường quốc lộ, đường quốc lộ là đường ở bên trên. Trước mặt chúng ta là cái nhà hình cá voi cá heo. Đấy là cái khu quy hoạch triển lãm và hội chợ Quảng Ninh. Đây là đường biển thẳng, dọc con biển nó thẳng thẳng cũng lên thôi, nhưng mình không biết là đường tàu nó nằm đoạn nào. Đây, những quả núi này có thể leo núi, và trên núi đấy là có đường điện luôn. Wow, một cảnh tượng khá là kỳ lạ luôn. Để chụp lại cái hình ảnh này một phát nha. Mình toàn sẽ xin dừng lại đây và chụp lại cái hình ảnh này một chút. Đẹp, một cái nhà cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh thì khi về Quảng Ninh thì không những là những cái công trình lớn như thế này, mà còn một số cái công trình ngay cả cái đơn giản nhất là một cái thọt rác thôi. Bà con cô bác cũng sẽ thấy được cái nét du lịch ở Quảng Ninh rồi. Thùng rác thôi cũng rất là đẹp. Cung quy hoạch triển lãm hội chợ tỉnh Quảng Ninh. Trong khu này em đi chưa nhỉ?
Và hiện tại là chúng ta đang lưu thông trên cái tuyến đường Trần Quốc Nghiên của Hạ Long, Quảng Ninh. Đấy, tuyến đường này cũng rất đẹp quý bà con.